mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 9, 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ở An Giang, kỳ cuối, nâng chất tổ chức đảng và đảng viên. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 21 tháng 9, thành phố Châu Đốc ghi nhận 2 ca mắc mới trong khu cách ly. Khu cách ly trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang, 1 trường hợp. Khu cách ly điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, 1 trường hợp. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 126. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, 11 trường hợp, 2 F0 của An Phú. Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, 60 trường hợp, 18 F0 của An Phú, 24 F0 của Phú Tân. Trung tâm Y tế, cơ sở điều trị, 9 trường hợp. Tiểu học A Vĩnh Ngươn, 60 trường hợp, 3 trường hợp F1 là người giám hộ, chăm sóc cho bệnh nhân F0. Mẫu giáo Anh Đào, 32 trường hợp. Như vậy, lũy kế từ đầu đợt dịch đến ngày 21 tháng 9 tại thành phố Châu Đốc ghi nhận 219 ca mắc COVID-19, trong đó tái dương tính 7 trường hợp, khỏi bệnh 86 trường hợp, tử vong 7 trường hợp. Cách ly tập trung, quản lý 428 người, 1.336 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà, nơi cư trú, quản lý cách ly tại nhà 313 người và 3.482 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Nhằm tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc SARS-CoV-2 cho nhân dân trên địa bàn phường Châu Phú A và phường Châu Phú B, phát hiện kịp thời trường hợp nhiễm COVID-19 để chủ động phòng chống dịch, giúp đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, từ đó triển khai các biện pháp ngăn chặn không để dịch lan rộng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố triển khai kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 lần thứ 3 trên địa bàn phường Châu Phú A, Châu Phú B vào ngày 25 tháng 9, 2021, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng và kết thúc 20 giờ ngày 25 tháng 9 sắp tới, và triển khai phương án tiêm phòng vaccine đợt 8 trên địa bàn thành phố. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, xã phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, mọi người dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc hãy nhớ nguyên tắc 5K, tuân thủ nghiêm 5K, thực phẩm đủ tại nhà, thầy thuốc đến tại gia. Test COVID-19 tất cả, tiêm chủng tại phường xã, hãy đồng lòng, quyết tâm, trách nhiệm chống dịch để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội, tranh thủ tối đa nguồn vaccine tiêm phòng COVID-19 cho người dân đạt tỷ lệ để tạo miễn dịch cộng đồng, đảm bảo hài hòa, đồng bộ giữa công tác phòng chống dịch với phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 12, 2021 đưa cuộc sống của người dân thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Chiều ngày 21 tháng 9, 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 lần thứ 3 trên địa bàn phường Châu Phú A, Châu Phú B và phương án tiêm phòng vaccine đợt 8 trên địa bàn thành phố. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Theo kế hoạch, vào ngày 25 tháng 9, 2021, thứ Bảy, từ 6 giờ 30 phút sáng đến 20 giờ tối, thành phố Châu Đốc đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19 lần thứ 3 trên địa bàn toàn phường Châu Phú A, Châu Phú B cho 13.889 hộ dân với 49.441 nhân khẩu. Thành phố thống nhất thực hiện test cho tất cả người dân trên toàn địa bàn hai phường Châu Phú A và Châu Phú B theo phương thức mẫu gộp 3 người trên 1 mẫu test với 19.775 mẫu, nhằm sàng lọc đối tượng F0 trong cộng đồng, chủ yếu ở hai phường Châu Phú A và Châu Phú B để làm sạch mầm bệnh, đem lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cuộc họp còn triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8 cho đối tượng nguy cơ tại thành phố Châu Đốc năm 2021 theo phân bổ của tỉnh. là 4.000 liều vaccine tiêm cho các đối tượng là người dân ở các khu vực phong tỏa phường Châu Phú A, phường Châu Phú B, phường Vĩnh Ngươn, các tiểu thương khu vực chợ phường Châu Phú B, chợ Kim Phát, phường Vĩnh Mỹ, chợ phường Châu Phú A, chợ Châu Thạnh, phường Châu Phú A, các cơ sở vật liệu xây dựng, các cơ sở mua bán nhu yếu phẩm và người trực tiếp tham gia xây dựng ở phường Châu Phú A và phường Châu Phú B. Ngày 21 tháng 9 2021, Cảnh sát khu vực Công an phường Châu Phú B kết hợp Ban khóm Châu Long Tư trao quà Tết Trung Thu cho trẻ em trên địa bàn. Dịp này đã trao tặng 100 phần quà cho các em thiếu nhi, nhất là những trẻ em trong khu vực phong tỏa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu và sữa đã được trao tận tay cho các em từ nguồn vận động của các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ. Qua đó, góp phần giúp cho các em có cái Tết Trung Thu bổ ích, ý nghĩa, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, bổ sung dinh dưỡng giúp các em vượt qua dịch bệnh. Sáng ngày 21 tháng 9 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức trao học bổng Tôn Đức Thắng và quà tiếp bước đến trường cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi năm học 2021-2022. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 cho 9 cháu học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2020-2021. Trao 25 suất quà tiếp bước đến trường năm học 2021-2022 với mỗi suất quà là 500.000 đồng. Các phần quà được trao cho đại diện chủ tịch công đoàn cơ sở của các đơn vị có con em nhận quà để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa không chỉ về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo vượt qua thời điểm khó khăn trong năm học mới, đồng thời góp phần động viên, khích lệ để các em có động lực phấn đấu rèn luyện, học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Thời gian qua, Tổ dân vận khóm Châu Long Tư kết hợp Cảnh sát khu vực Công an phường Châu Phú B đã tích cực kết nối, vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, thực hiện xã hội hóa, mô hình, nghĩa tình trong đại dịch COVID-19 do nhân dân giám sát, nhà nước quản lý, giúp đỡ người nghèo, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống của người dân gặp nhiều điều khó khăn. Thực hiện công tác xã hội hóa, vận động nguồn hỗ trợ người dân, tổ dân vận công khai, minh bạch số tiền, giá trị hiện vật, đảm bảo hỗ trợ đầy đủ, đúng đối tượng, tạo niềm tin với tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Qua công tác xã hội hóa, mô hình nghĩa tình trong đại dịch COVID-19, tổ dân vận vận động được 50 triệu đồng tiền mặt, 14.700 kg gạo, 4.200 quả trứng, 310 thùng mì, 13 thùng sữa, 350 hộp khẩu trang, 5.000 kg rau củ quả và đã phát 1.532 phần quà cho các hộ cận nghèo, khó khăn và các hộ dân sinh sống ở các khu nhà trọ. Thông qua đó đã giúp những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh trên địa bàn phường Châu Phú B đảm bảo đời sống, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Ngày 20 tháng 9 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam trao quà cho các chị em hội viên và tiếp bước cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường do ảnh hưởng dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tặng 20 phần quà, trong đó trao 10 phần cho các chị em phụ nữ gặp khó khăn gồm gạo và tiền mặt, mỗi phần trị giá 270.000 đồng. Đồng thời, tiếp bước đến trường cho các em học sinh học giỏi đang gặp khó khăn, mỗi phần quà trị giá 470.000 đồng từ nguồn vận động của các mạnh thường quân nhằm giúp các em học sinh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ngày 20 tháng 9, 2021, Phường đoàn Núi Sam thăm và tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này, Phường đoàn Núi Sam đã thăm hỏi, động viên các em vui đón Tết Trung thu an toàn và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, trao 130 suất quà gồm bánh và lồng đèn với tổng trị giá 10.400.000 đồng do mạnh thường quân hỗ trợ. Mỗi phần quà được các cán bộ đoàn đến trao tận tay cho các em là sự chia sẻ đối với các em thiếu nhi trong phường vui Tết Trung Thu năm nay, góp phần giúp cho các em có một cái Tết Trung Thu thật ấm áp, an toàn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua, đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Ngươn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, mua lương thực thực phẩm để chế biến khẩu phần ăn tối, phục vụ cho các lực lượng trực tại chốt kiểm soát, khu cách ly điều trị, lực lượng ban chỉ huy quân sự, trạm y tế và tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn phường. Những bữa ăn 9 giờ tối phục vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được đoàn thanh niên phường Vĩnh Ngươn thực hiện từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 17 tháng 9 2021. Qua đó đã nấu hỗ trợ được 1.471 suất với tổng kinh phí trên 12 triệu đồng do các nhà mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn hỗ trợ. Thông qua bữa ăn 9 giờ tối của đoàn thanh niên phường Vĩnh Ngươn đã đóng góp một phần sức của mình vào công tác phòng chống dịch của địa phương. Trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố Châu Đốc đã chung sức đồng lòng với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, thành phố Châu Đốc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tăng cường trừ phường Châu Phú B và phường Vĩnh Ngươn thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước nguy cơ phức tạp của dịch bệnh, mỗi người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 cùng các biện pháp tăng cường. Mỗi người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên tinh thần ai ở đâu, ở yên đó, hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men cấp cứu, chủ động thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo 5K, rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Trong trường hợp được phép ra khỏi nhà, phải thực hiện nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tụ tập đông người. Thực hiện khai báo y tế, khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Tiếp tục thực hiện ở yên tại nhà trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp cấp thiết. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Châu Phú B, trong ngày 21 tháng 9, 3 tổ tuần tra, kiểm tra lưu động trên địa bàn phường, luân phiên kiểm soát đảm bảo 24/24. Kết quả, tăng cường tuần tra, chặn 112 trường hợp, lập biên bản xử lý 12 trường hợp, lũy kế lập biên bản xử lý 744 trường hợp. Ngày 21 tháng 9, 2021, Công đoàn Cơ quan Phường Châu Phú A hỗ trợ 300 phần bún chai ăn sáng cho các lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường do cơ sở Đại Phước Hàn tài trợ. Với tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng đồng sức cùng nhau chống lại dịch bệnh COVID-19, trên địa bàn phường Châu Phú A đang được lan tỏa mạnh mẽ với thông điệp giãn cách nhưng không xa cách. Qua đó, sẽ chia khó khăn cùng cộng đồng, không một ai bị bỏ lại phía sau. Sự đồng hành chia sẻ, hỗ trợ và góp sức của Đảng bộ phường Châu Phú A, các mạnh thường quân nói riêng và thành phố Châu Đốc nói chung là yếu tố quan trọng nhằm thắt chặt sự đoàn kết, tập hợp sức mạnh đồng lòng của toàn dân trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19. Ngày 21 tháng 9, 2021, Phường Đoàn Núi Sam tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi vào chợ Vĩnh Đông. Với tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên, Phường Đoàn tổ chức buổi truyền thông chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất phát khẩu trang miễn phí, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt đối với người dân khi vào chợ. Nhóm thứ hai phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con tiểu thương và người dân cần nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động trong việc phòng chống dịch với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông qua đó, nhằm hướng dẫn, nhắc nhở người dân phải thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, phòng chống dịch COVID-19 với quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn phường Núi Sam sớm đẩy lùi dịch bệnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, thời gian qua, An Giang đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh còn một số hạn chế, như việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ở một số địa phương, cơ quan đơn vị còn hình thức, kế hoạch thực hiện còn sao chép của cấp trên. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, nhất là những vấn đề mới khó khăn, phức tạp phát sinh. Công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, chưa sát thực chất, còn nể nang né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đổi mới chưa thực sự rõ nét, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề mỗi quý một lần chưa được quan tâm. Một số cấp ủy viên cấp trên được phân công phụ trách cơ sở chưa thường xuyên, sâu sát cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi thực hiện chưa chặt chẽ. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ngày càng khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn. Số lượng kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp còn ít so với tổng số công nhân lao động. Việc quản lý, giáo dục, sàng lọc đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Việc quản lý đảng viên còn gặp khó khăn, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Một số đảng viên đang công tác chưa thường xuyên, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan là một số quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước chưa đầy đủ đồng bộ, ảnh hưởng đến vai trò, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng. Do mặt trái của cơ chế thị trường tác động tiêu cực tới nhận thức và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc vị trí, vai trò của tổ chức đảng và một số đảng viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên có lúc có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt. Việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi chưa sát với thực tiễn. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu cụ thể gồm bảo đảm 100% cấp ủy tổ chức đảng, xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng. Hàng năm phấn đấu 100% đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có từ 90% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có từ 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm các cấp ủy đảng rà soát và đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong giai đoạn 2021-2025. Có 100% cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, cập nhật kiến thức mới. 100% cán bộ công chức cấp xã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền vận động, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở. 100% cán bộ đoàn thể cấp xã được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác đoàn thể. Để thực hiện đạt mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng, thực sự làm cho mỗi đảng viên phải thấm nhuần, thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức. Nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa và đề cao trách nhiệm, lòng tự trọng của người đảng viên. Tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện kết luận số 01/KL/TVK của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05/CT/TVK, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng, tiếp tục rà soát, sắp xếp mô hình, các mô hình tổ chức đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của đảng và hệ thống chính trị, yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, cơ sở, cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền và doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và cá nhân cấp ủy viên, chế độ làm việc, mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng, với chính quyền, các đoàn thể, thủ trưởng cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, sau khi đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng hàng năm, các cấp ủy tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt hạn chế yếu kém. Công tác khắc phục hạn chế yếu kém được tiến hành theo phương châm các tổ chức đảng tự khắc phục là chính, có sự chỉ đạo hướng dẫn sát sao của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy, ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan đơn vị và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng đảng ở nơi đang công tác, sinh hoạt và chịu trách nhiệm khi để tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt yếu kém, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, cho đồng chí bí thư chi bộ, đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và cán bộ phụ trách công tác đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng xử lý tình huống ở cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị ban hành quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư, thực hiện việc phân công các đồng chí tỉnh ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ khóm ấp nhằm thực hiện tốt phương châm cấp ủy cấp tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ, đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình. Các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện, phân công cán bộ đảng viên dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ. Nhiệm vụ và giải pháp then chốt là cần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tiếp tục chỉ đạo cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu về phẩm chất đạo đức, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung phong đảm nhận nhiệm vụ khó, thực hành tiết kiệm, cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Các cấp ủy tổ chức đảng xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên theo giai đoạn hoặc hàng năm, coi trọng tiêu chuẩn nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, động cơ của người xin vào đảng. Chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong công nhân trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, đoàn viên, hội viên ưu tú ở các đoàn thể ấp, tổ dân phố, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, người có đạo, chức sắc trong tôn giáo, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ doanh nghiệp tư nhân. Quan tâm lựa chọn những quần chúng ưu tú trong các khu dân cư, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để kết nạp vào đảng. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, theo kế hoạch số 78/KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về thực hiện chỉ thị số 28/CT/TVK của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, có hướng dẫn về giải pháp quản lý hiệu quả đối với đảng viên đi làm ăn xa. Các cấp ủy tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo việc quản lý danh sách đảng viên theo đúng quy định, thực hiện đúng quy định thủ tục về chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên, theo dõi thường xuyên hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng nhằm khắc phục tình trạng đảng viên không nộp hồ sơ đảng viên cho cấp ủy nơi đến, bỏ sinh hoạt đảng. Chú trọng rèn luyện tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ công chức cấp xã khi phục vụ nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, công cụ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để thường xuyên rèn luyện, giáo dục đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, theo phương châm gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị công tác đánh giá đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, không chỉ định kỳ 6 tháng cuối năm mà còn được thực hiện khi tiến hành quy hoạch bổ nhiệm, điều động luân chuyển, tăng cường luân chuyển cán bộ cấp huyện giữ các chức vụ chủ chốt cấp xã nơi khó khăn, điều động luân chuyển cán bộ, công chức giữa các xã, phường, thị trấn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dân vận của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời tập trung củng cố những đảng bộ, chi bộ yếu kém, đưa công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên định kỳ đột xuất đi vào nền nếp. Thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, để lãnh đạo cách mạng, đảng phải mạnh, đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Do vậy, để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, cần chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Với nhiều biện pháp tích cực đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều cấp ủy được nâng lên trên nhiều mặt, nhiều tổ chức đảng giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng ở quê hương Bắc Tôn. Quý vị và các bạn vừa nghe bài chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở An Giang, kỳ cuối, nâng chất tổ chức đảng và đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp nhiễm COVID-19 và có cơ sở để đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, không để dịch lan rộng, ngày 25 tháng 9, 2021 tới đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc sẽ triển khai công tác lấy mẫu diện rộng để tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng dân cư tại địa bàn hai phường, phường Châu Phú A và phường Châu Phú B. Đây cũng là hành động quyết liệt của thành phố nhằm củng cố, mở rộng vùng xanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Trong đợt triển khai sắp tới đây, những người được lấy mẫu bệnh phẩm để tầm soát dịch bệnh COVID-19 với phương pháp test nhanh, đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm gồm tất cả nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn hai phường Châu Phú A và Châu Phú B. Thời gian thứ Bảy, ngày 25 tháng 9, 2021, từ 6 giờ 30 đến 20 giờ, tại nơi cư trú của từng hộ gia đình. Chương trình đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ phía người dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong khoảng thời gian trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn hai phường Châu Phú A và Châu Phú B tạm ngưng hoạt động, tất cả có mặt tại nơi cư trú, thực hiện công tác xét nghiệm. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đến lấy mẫu xét nghiệm, ngành chức năng tại địa phương sẽ bố trí địa điểm lấy mẫu trên địa bàn và quy động lực lượng điều phối để sắp xếp, phân chia thời gian lấy mẫu cụ thể để đảm bảo giãn cách, tránh lây nhiễm chéo, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K trong quá trình chờ lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Trong khoảng thời gian trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn hai phường Châu Phú A và Châu Phú B tạm ngưng hoạt động, tất cả có mặt tại nơi cư trú, thực hiện công tác xét nghiệm. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đến lấy mẫu xét nghiệm, ngành chức năng tại địa phương sẽ bố trí địa điểm lấy mẫu trên địa bàn và quy động lực lượng điều phối để sắp xếp, phân chia thời gian lấy mẫu cụ thể để đảm bảo giãn cách, tránh lây nhiễm chéo, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K trong quá trình chờ lấy mẫu. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, đặc biệt chú trọng các xã phường được tổ công tác đánh giá có nguy cơ cao, thông qua việc xét nghiệm diện rộng để sàng lọc đối tượng F0 trong cộng đồng nếu có, thành phố Châu Đốc mới có đủ bằng chứng khoa học để cân nhắc có nên nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong thời gian tới hay không. Trong thời gian này, thành phố Châu Đốc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và một số biện pháp nâng cao của Thủ tướng Chính phủ. Ngành y tế luôn khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai nhanh, hiệu quả công tác lấy mẫu tầm soát COVID-19 trên diện rộng, đặc biệt là tại những địa phương được đánh giá là nguy cơ cao và có nguy cơ, vì đây là thời gian vàng để bóc tách F0 nếu có ra khỏi cộng đồng, phải làm sạch địa bàn để hướng tới cuộc sống bình thường mới cho người dân. các địa phương phải phối hợp với ngành y tế thật chặt chẽ và phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các tầng lớp xã hội biết và hợp tác cùng chính quyền, ngành y tế trong việc tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong thời gian thành phố Châu Đốc thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời phải tuyên truyền cho người dân hợp tác trong việc đi lấy mẫu đầy đủ và thực hiện đi tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt được tiêm. Có như thế, chúng ta mới có cơ sở để nới lỏng các quy định phòng dịch, củng cố mở rộng và tạo nên những vùng xanh an toàn, đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường mới. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, việc lấy mẫu sàng lọc song song với công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn, thành phố Châu Đốc đã huy động tối đa nhân lực cho công tác lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng trên địa bàn phường Châu Phú A và phường Châu Phú B, đảm bảo tiến độ an toàn, hiệu quả. Với mục tiêu giữ vững địa bàn, việc xét nghiệm sàng lọc tầm soát trên diện rộng là giải pháp trọng tâm quyết định đến sự an toàn cho người dân và cộng đồng để người dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, Chính phủ vừa phát động chương trình Sống và Máy tính cho em với mục tiêu hỗ trợ 1 triệu máy tính cho học sinh khó khăn, đặc biệt là các em đang ở vùng có dịch bệnh COVID-19, có thêm điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Chương trình ý nghĩa này cũng đã được An Giang hưởng ứng, triển khai tích cực với mong muốn tất cả học sinh nghèo được tiếp cận với kiến thức trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Phát biểu tại lễ phát động chương trình Sống và Máy tính cho em vào tối ngày 2 tháng 9, 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là chương trình mang tính nhân dân sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cả xã hội đối với ngành giáo dục nói chung, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Chương trình kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến trong giai đoạn ảnh hưởng đại dịch COVID-19, đảm bảo việc dạy và học theo phương châm dừng đến trường nhưng không dừng học tập. Tại thành phố Châu Đốc, theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụ thể cấp trung học cơ sở có 581 học sinh chưa có điều kiện tham gia học trực tuyến. Cấp tiểu học có 3.651 học sinh chưa có điều kiện tham gia học trực tuyến mà học qua hình thức khác như giáo viên sẽ soạn hướng dẫn cách học ở nhà, đồng thời giao bài tập cho các em thực hiện, sau đó học sinh nộp trở lại để giáo viên đánh giá mức độ tiếp thu và hoàn thành. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, VNPT Châu Đốc đã có thư ngỏ gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc về thực hiện chương trình Vina kết nối hỗ trợ cho giáo viên và học sinh trong dạy và học trực tuyến với mục tiêu truyền thông cho người dân ở hai khu vực Vĩnh Tế và Vĩnh Châu có thêm thông tin về học trực tuyến và chương trình đồng hành của VNPT với chủ trương của tỉnh An Giang. Qua đó cũng tạo thêm sự thuận lợi cho các trường học, giáo viên ở hai khu vực này vận động phụ huynh nâng cao ý thức và chấp nhận chủ trương mới, xu hướng mới trong giáo dục. Theo đó, VNPT hỗ trợ kết nối miễn phí cho các cuộc họp trực tuyến cho Phòng Giáo dục và Đào tạo xuống các cơ sở giáo dục. Đối với tất cả giáo viên của trường đang sử dụng Wi-Fi tại nhà của VNPT sẽ được nâng tốc độ miễn phí lên 80 MB. Ở tốc độ này đảm bảo dư thừa băng thông cho việc dạy học trực tuyến. Nếu sóng Wi-Fi không phủ tới phòng dạy trực tuyến trên lầu, thì VNPT sẽ hỗ trợ lắp thêm Wi-Fi phụ miễn phí. Đối với học sinh, nếu học sinh học trực tuyến trên Wi-Fi gia đình, hỗ trợ nâng tốc độ lên 40 MB miễn phí. Nếu học sinh học trực tuyến trên thiết bị di động, hỗ trợ gói cước đặc biệt. Đây là gói cước ưu việt nhất trên thị trường hiện nay so với các nhà mạng khác, có 100GB một tháng sử dụng Internet bằng sóng 4G. VNPT tặng thêm 50% giá trị gói cước trong 2 tháng, phí duy trì gói cước chỉ 50.000 đồng một tháng. Đối với nhà trường, miễn phí phần mềm học trực tuyến đến cuối năm 2021, nhà trường phê duyệt nội dung dạy online, kiểm soát được nội dung giảng dạy. Nhà trường sẽ kiểm soát được lịch dạy online của giáo viên, dạy đúng giờ, đúng lịch. Nhà trường điểm danh được học sinh học online. Trong đó, VNPT sẽ tăng cường truyền Wi-Fi cho giáo viên để dạy online tại nhà, tặng SIM lên mạng bằng sóng 4G với dung lượng 100GB một tháng. Giá ưu đãi nhất so với các nhà mạng hiện nay chỉ 50.000 đồng một tháng. Để biết thêm thông tin, quý phụ huynh và học sinh liên hệ thông qua kênh tiếp nhận thông tin tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Vĩnh Châu, Vĩnh Tế, điểm giao dịch của Vinaphone hoặc gọi số điện thoại 02963 563 333. Đối với chương trình Sống và Máy tính cho em, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đang rà soát lại tình trạng thực tế của các em để có phương án hỗ trợ cụ thể, hiệu quả. Trên cơ sở rà soát thống kê số lượng học sinh không có điều kiện học tập trực tuyến, tỉnh sẽ phát động vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hỗ trợ thiết bị dạy và học cho cả giáo viên lẫn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có thể khẳng định, đây là chương trình rất có ý nghĩa, vì thế chúng ta phải hết sức quan tâm, chăm lo cho các em học sinh khó khăn có điều kiện để học tập, tiếp cận với kiến thức. Quan điểm của tỉnh là nhất quyết không để học sinh nào gặp khó khăn trong học tập, đặc biệt là học tập trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, ăn uống là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người, nhưng phải vừa bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng và phải vừa bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc lựa chọn chế biến thực phẩm lại càng phải cẩn thận hơn. Ngoài thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa dịch, người dân cần lưu ý những vấn đề sau. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hạn chế người dân đi đến các địa phương đông người như chợ, siêu thị để mua sắm. Do đó, việc giao hàng tại nhà càng trở nên phổ biến. Vì vậy, khi nhận thực phẩm từ người giao hàng, người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và rửa tay sạch sau khi nhận hàng để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Khi nhận thực phẩm, cần sơ chế kỹ nhằm bảo đảm nguyên liệu phải thật sạch nhưng vẫn giữ giá trị dinh dưỡng. Các loại rau củ quả thì cần gọt vỏ, cắt gốc, rửa sạch, ngâm với nước muối hoặc dung dịch vệ sinh rau củ để loại trừ thuốc sâu, hóa chất tồn dư. Với các loại thực phẩm tươi sống, cần làm sạch rồi chia phần, chế biến ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh. Với các loại gia vị, thực phẩm khô, đông lạnh, đóng hộp thì kiểm tra kỹ hạn sử dụng, cất giữ, bảo quản phù hợp để tránh hư hỏng. Thức ăn sau khi nấu chín chưa ăn ngay, bảo quản cần che đậy tránh bụi côn trùng, bảo quản ở nhiệt độ thường không quá 2 giờ. Môi trường mùa hè thì không để thực phẩm thức ăn ở bên ngoài quá 1 giờ. Khi có nhu cầu bảo quản lâu hơn, cần sử dụng tủ lạnh hoặc tủ đông để bảo quản. Thức ăn dư thừa nếu để sử dụng cho bữa ăn sau cần đậy kín, rồi bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh, bảo đảm dưới 50 độ C, đun sôi lại trước khi ăn. Đối với bữa ăn gia đình, luôn thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn, không sử dụng đũa, muỗng cá nhân để lấy các món ăn dùng chung. Trên mâm hay bàn ăn phải có muỗng, đũa để lấy thức ăn vào chén riêng, không dùng chung ly nước uống. Không ăn thức ăn sống hoặc tái như cá sống, thịt sống, trứng sống, gỏi, tiết canh. Rau củ quả khi ăn sống phải bảo đảm được rửa sạch nên gọt vỏ trước khi ăn. Đối với gia đình có người cách ly tại nhà, người cách ly không được nấu ăn, phục vụ ăn uống cho người khác. Ngoài ra, không ngồi ăn chung với các thành viên trong gia đình, đặc biệt phải rửa, tiệt trùng, bảo quản riêng dụng cụ ăn uống của người đang cách ly. Việc bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề luôn được đặc biệt quan tâm trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay. Mỗi gia đình, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm, qua đó cũng góp phần giúp mọi người có sức khỏe thật tốt trước nguy cơ dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.